Ôi, chào mừng tất cả các bạn trở lại với kênh Sắc Vàng. Thì video này thì giới thiệu với các bạn một cái phô mai rừng đã sống khỏe ha các bạn ha. Phô mai rừng gián thú sống khỏe nha. Phôi ôm cục đá nha bạn ha. Cây lá ôm tùm rồi nha. Rất mạnh rồi. Phôi này thì nó có cái chiều dài của nó là 60. Đó, chiều dài thân của nó là 60 ha. Còn hoành ở trên cụm trên của nó là nó 24. Còn mà đo cái thân chiết ở dưới thì chắc là nó tầm khoảng 22 các bạn, 21 22. Chiều dài thì 60 ha. Sống khỏe, lá đẹp ha. Phôi này thì giao lưu của bạn với giá là 550.000 bao gồm phí vận chuyển nha. 550.000 bao gồm phí vận chuyển, anh chị em nào yêu thì liên hệ ha. Rồi chào và hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo.